Thắng xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang đến với bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay, thứ sáu ngày 4 tháng 8 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cùng với các tin tức thời sự cập nhật. Nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chương trình phối hợp giữa hai tỉnh Hưng Yên và Hải Dương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2023-2025 định hướng đến năm 2030. Chiều nay tại thành phố Hải Dương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm ký kết chương trình hợp tác phát triển giữa hai tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, Trần Đức Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương chủ trì hội nghị. Giai đoạn 2019-2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh Hải Dương, Hưng Yên đã tích cực chủ động lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nội dung hợp tác trên 8 lĩnh vực với 14 nội dung nhiệm vụ cụ thể. Thời gian tới, Ban Thường vụ hai tỉnh tiếp tục phối hợp đẩy mạnh thực hiện các nội dung phối hợp liên kết phát triển giữa hai tỉnh giai đoạn 2023-2025 và định hướng đến năm 2030, đồng thời xác định một số nội dung trọng tâm cần tập trung ưu tiên phối hợp giữa hai địa phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, đạt kết quả rõ nét, cụ thể, làm điểm nhấn cho quan hệ phối hợp liên kết hợp tác giữa hai tỉnh như về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đã về dự sinh hoạt tại chi bộ thôn Bình Dân, xã Tân Dân, huyện Quế Châu. Chi bộ thôn Bình Dân hiện có 74 đảng viên chính thức, trong đó có 44 đảng viên đang sinh hoạt. Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chi bộ thôn Bình Dân tích cực tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên đi đầu trong việc chuyển hoạt động chăn nuôi trong khu dân cư ra khu chăn nuôi tập trung, gương mẫu trong thực hiện giải phóng mặt bằng, có các dự án đầu tư phát triển kinh tế, đặc biệt là các dự án có thu hồi đất của tỉnh, tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, tổ chức tốt việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, không để ô nhiễm môi trường, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thưa quý vị và các bạn, dự thảo quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030 định hướng đến năm 2050 đang được trình Hội đồng Thẩm định Trung ương về quy hoạch các tỉnh xem xét, cho ý kiến trước khi hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và phê duyệt. Mục tiêu tổng quát phấn đấu đến năm 2030, Hưng Yên trở thành tỉnh có trình độ phát triển trong nhóm dẫn đầu cả nước, môi trường sống tốt. Đến năm 2037, Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Năm 2050, Hưng Yên là thành phố thông minh, phát huy đầy đủ những giá trị cốt lõi của văn hóa phổ biến xưa, là thành phố giàu đẹp văn minh hiện đại, giàu bản sắc văn hóa, là nơi đáng sống của vùng đồng bằng trung thổ sông Hồng, là tỉnh trung tâm, gắn kết giữa các địa phương trong vùng với các địa phương khác. Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức hội nghị quán triệt chỉnh trang đô thị, trong đó bàn giải pháp cấp nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn. Thời gian qua, ở một số xã phường trên địa bàn thị xã đã xảy ra tình trạng người dân bị mất nước sinh hoạt gây bức xúc, đặc biệt là mất nước trong những ngày nắng nóng gay gắt. Trước sự cố như vậy, lãnh đạo thị xã Mỹ Hào yêu cầu giữa chủ đầu tư, các công trình, đơn vị thi công đường giao thông và đơn vị cung cấp nước sạch cần có sự phối hợp chặt chẽ, thi công đảm bảo theo quy hoạch và các tiêu chuẩn theo quy định. Khi có sự cố xảy ra và kịp thời khắc phục, các ngành địa phương tiếp tục tạo thuận lợi cho công tác thi công công trình cũng như thi công hạ tầng kỹ thuật, hệ thống cung cấp nước sạch trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Chuyển sang các tin tức khác. Vào sáng nay đã xảy ra một vụ sạt lở đất đá trên tuyến quốc lộ số 6, đoạn đi qua địa phận đèo Thung Khe, thị trấn Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Vụ sạt lở khiến một khối lượng đất đá đổ xuống đè bẹp một ô tô đang lưu thông, đồng thời gây ùn tắc giao thông trên tuyến đường này. Huyện Mai Châu đã cử các đơn vị liên quan tới khắc phục hậu quả nhằm khơi thông lại tuyến quốc lộ 6 đoạn đi qua đèo Thung Khe. Vụ sạt lở đất đá đè trúng một ô tô, may mắn không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, đã khiến giao thông bị ùn tắc, các phương tiện xếp hàng dài dọc theo đèo Thung Khe chờ thông xe. Mưa lớn kéo dài, sườn đồi sạt trượt đã khiến hồ thủy lợi Đắc Nờ Tinh ở xã Quảng Sơn, huyện Đắk Cờ Long, tỉnh Đắk Nông xảy ra sự cố sụt lún, nứt gãy ở phụ cận thân đập. Nguy cơ vỡ đập rất cao. Chính quyền địa phương đã di rời khẩn cấp 34 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Long, mái đồi bên trái đập thủy lợi Đắk Nờ Tinh xuất hiện các vết đất nứt khoảng 500m, rộng từ 10cm, tác động trực tiếp tới hệ đường đỉnh đập, các hạng mục tràn xả lũ. Tiếp đó, phía sườn đồi nằm bên phải tràn xả lũ xuất hiện cung trượt lớn kéo dài khoảng 400m, chiều cao cung trượt khoảng 30m. Nhà cửa của các hộ dân xung quanh đồi đã có hiện tượng nứt gãy nền nhà.
chủ đầu tư công trình là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Đắk Nông đã có báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông kiến nghị thuê đơn vị độc lập đánh giá nguyên nhân của hiện tượng sụt lún trên cũng như có biện pháp để đảm bảo an toàn xung quanh dự án. Ba người liên quan tới vụ tài xế xe khách chạy tuyến Thái Bình - Quảng Ninh bị hành hung đã bị công an bắt giữ để điều tra. Cụ thể, ngày 19 tháng 7, camera hành trình trên xe ghi lại một tài xế của công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Thiên Hoàng Hải trong lúc chở khách từ Quảng Ninh về Thái Bình khi đi đến khu vực chân cầu Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh thì bị một nhóm người trên chiếc xe chạy song song lao xuống giật cửa rồi hành hung. Ngày 20 và 21 tháng 7, xe chở khách của doanh nghiệp đang hoạt động thì bị ném chất bẩn, bị xe khác lạng lách đánh võng trước mặt, cản trở việc lưu thông. Nhiều lái xe vì sợ hãi nên đã xin nghỉ việc, không dám làm đơn tố cáo. Sau khi nhận được phản ánh, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo lực lượng công an xác minh, làm rõ tình trạng chèn ép gây mất an ninh trật tự. Vào khoảng 20 giờ 30 phút tối ngày 2 tháng 8, tại huyện lộ DH63 thuộc địa bàn thôn Bình Xá, xã Tiền Phong, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, xảy ra vụ va chạm giao thông khiến 3 người đi xe mô tô bị thương tích. Điều đáng nói là người điều khiển xe mô tô chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Vào thời gian trên, xe mô tô không có biển kiểm soát đi theo hướng từ Đa Lộc về thị trấn Ân Thi do Nguyễn Văn Quân, sinh năm 2006, trú tại thôn Bình Lăng điều khiển, chở theo sau Nguyễn Duy Anh, sinh năm 2010 và Nguyễn Thái Sơn, sinh năm 2009, cùng trú tại thôn Bình Lăng đã va chạm với một xe ô tô di chuyển cùng chiều phía sau. Vụ va chạm khiến cả ba cháu bị thương, trong đó Quân bị thương nặng, đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Nạn nhân lái xe mô tô chưa đến tuổi được phép điều khiển phương tiện xe gắn máy tham gia giao thông. Qua vụ việc trên, các gia đình phải nghiêm khắc đối với con em mình để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra. Tiếp tục với phần tin quốc tế. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, sáng 4 tháng 8, một vụ tấn công bằng dao tiếp tục xảy ra tại Hàn Quốc. Trong đó, một người đàn ông không rõ danh tính đã đâm một giáo viên rồi bỏ chạy. Cảnh sát cho biết, vụ việc xảy ra vào lúc 10 giờ 3 phút sáng 4 tháng 8 theo giờ địa phương tại một trường trung học ở thành phố Daejeon, cách thủ đô Seoul khoảng 139 km. Nạn nhân ở độ tuổi 40, ở trong tình trạng bất tỉnh đã được chuyển đến bệnh viện. Nghi phạm được xác định là một nam giới trong độ tuổi từ 20 đến 30. Vụ việc xảy ra chỉ chưa đầy một ngày sau vụ đâm dao và đâm xe nghiêm trọng tại ga tàu điện ngầm Sehyeon thuộc khu Bundang phía nam thủ đô Seoul. Trước đó vào ngày 21 tháng 7 vừa qua, một nam giới 33 tuổi cũng đã thực hiện một vụ đâm dao gần ga tàu điện Silim ở thủ đô Seoul khiến một người tử vong trước khi tiếp tục tấn công 3 người khác gần hiện trường. Hai ngày sau đó, đối tượng bị bắt với cáo buộc giết người và chủ ý giết người. Nga thông báo sẽ phóng tàu thăm dò mặt trăng Luna 25 vào ngày 11 tháng 8 tới đây. Đây là hành động đánh dấu bước khởi động lại chương trình thăm dò mặt trăng của Nga sau gần 50 năm. Được biết, thời điểm phóng tàu Luna 25 sẽ được ấn định là rạng sáng 11 tháng 8. Sau khi phóng và tách khỏi tên lửa, tầng trên Fregat sẽ đưa trạm tự động đến quỹ đạo bay lên mặt trăng. Sau 4 ngày rưỡi, trạm sẽ đi vào hoạt động ở quỹ đạo mặt trăng và thay đổi quỹ đạo nhiều lần trước khi đáp xuống vùng cực nam. Sứ mệnh Luna 25 là thử nghiệm các công nghệ hạ cánh mềm xuống vùng cực của mặt trăng và tiến hành những nghiên cứu cấu trúc bên trong cũng như khám phá các nguồn tài nguyên, trong đó có nước. Nhiệm vụ khoa học của Luna 25 dự kiến sẽ kéo dài khoảng 1 năm. Sau nhiệm vụ này, Nga có kế hoạch phóng tàu Luna 26 và 27 lần lượt trong các năm 2024 và 2025. Các quan chức Brazil cho hay diện tích rừng Amazon trên lãnh thổ nước này bị tàn phá trong tháng 7 vừa qua đã giảm hơn 66% so với cùng kỳ năm ngoái, phản ánh nỗ lực của chính phủ để bảo vệ khu rừng nhiệt đới lớn nhất trên thế giới. Hệ thống giám sát vệ tinh của cơ quan vũ trụ quốc gia Brazil đã ghi nhận 500 km diện tích rừng Amazon trên lãnh thổ Brazil bị tàn phá trong tháng 7 vừa qua. Đó là con số thấp nhất trong 5 năm trở lại đây và giảm mạnh so với con số 1.478 km2 ghi nhận trong tháng 7 năm 2022. Bộ Môi trường Brazil nhấn mạnh, những con số trên cho thấy chiến dịch của chính phủ đã ngăn chặn nạn phá rừng và thu được kết quả tích cực sau nhiều năm gia tăng vấn nạn này. Bộ trưởng Bộ Môi trường cho biết thêm, hiện không còn quy định về việc miễn trừ đối với tội phạm môi trường, đồng nghĩa bất kỳ trường hợp nào vi phạm đều sẽ bị xử phạt. Chính phủ Nam Phi vừa chính thức công nhận ngôn ngữ ký hiệu là một trong những ngôn ngữ chính thức của đất nước.
Đây được đánh dấu là một bước đột phá lớn giúp những người khiếm thính hòa nhập tốt hơn với cuộc sống. Trước đó vào hồi tháng 7, Tổng thống Nam Phi, ông Cyril Ramaphosa đã ký thành luật công nhận ngôn ngữ ký hiệu là ngôn ngữ chính thức thứ 12 của đất nước. Mục đích của quyết định trên là giúp bảo vệ quyền của người khiếm thính và thúc đẩy sự hòa nhập. Hiện Nam Phi mới chỉ có khoảng 40 trường học dành cho người khiếm thính và một cơ sở giáo dục đại học mà người khiếm thính có thể tiếp cận được. Điều này có nghĩa chính quyền nước này cần phải nỗ lực hơn nữa để giúp người khiếm thính tiếp cận giáo dục đại học. Ước tính có trên 600.000 người sử dụng ngôn ngữ ký hiệu tại Nam Phi. Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ 30 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.